Hôm nay em gửi đến cho tất cả mọi người cùng xem. Hôm nay em xin gửi đến cho tất cả mọi người cùng xem những cái cổ vật mà em trao duyên về cho tất cả những người anh, những người khách hàng của em ở trên khắp mọi nơi. Đây là cái điếu cổ của triều nhà Nguyễn, điếu hai bầu rất là quý. Và đây là một cái đĩa cổ đồ hoàng cung được bọc vàng. Được bọc vàng rất là tinh tế. Đây là bộ trà của tất cả những khách hàng ở khắp mọi nơi. Nhưng mà đây là một ly trà rất là chỉnh chu. Đây là cặp dầm trà Tùng Lộc. Được bảo hành có tem bảo hành của em hãng hoi. Và đây là những cái giấy tờ mà em có bảo hành. Đó, nay em quay cho các bác cùng xem những trang phẩm được gửi đi khắp trong Bắc ngoài Nam, khắp muôn nơi và được bảo hành chuẩn cổ suốt đời. Đó, tất cả những hiện vật trên là những hiện vật quý chuẩn cổ được em trao duyên.